Ngọc Thơ, Thời báo chấm đề, kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Vụ chuyến bay giải cứu, tòa không đếm xỉa đến người dân. Báo AFA ngày 19 tháng 7 có bài viết về vụ xét xử chuyến bay giải cứu làm dậy sống xã hội Việt Nam gần đây với tiêu đề Tiền của dân tại sao lại trả cho nhà nước? Theo đó, trong vụ án chuyến bay giải cứu, có tổng cộng 54 bị cáo là các quan chức cấp cao đã bị viện kiểm sát đề nghị mức án hôm 17 tháng 7, trong đó có một người bị đề nghị án tử hình, hình ảnh IFA đưa tin. Tất cả họ bị cáo buộc nhận hối lộ hàng trăm lần với tổng số tiền 165 tỷ đồng và khoảng một nửa trong số tiền 165 tỷ đồng đã được các bị cáo nộp lại trước khi tòa nghị án, chủ tọa thông báo tạm dừng phiên tòa để xem xét chứng từ nộp tiền khắc phục hậu quả của các bị cáo báo tuổi trẻ dẫn thông tin từ hội đồng xét xử cho biết việc cập nhật số tiền khắc phục hậu quả để cơ quan công tố có căn cứ đề xuất mức đề nghị phù hợp báo afa đã đặt ra vấn đề vì sao số tiền tham nhũng trong vụ chuyến bay giải cứu khởi phát từ túi của người dân các doanh nghiệp và quan chức chia chát cho nhau mà tòa xử nói nộp lại cho nhà nước để xét như một tình tiết giảm nhẹ tội theo afa Dòng tiền trong vụ án này khởi nguồn từ túi người dân, giao cho các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, tổ chức các chuyến bay về nước. Rồi các công ty này hối lộ, chi chát với các quan chức. Giờ các quan chức bị bắt thì số tiền đó nộp lại cho nhà nước, chứ không phải là những người chịu thiệt hại trực tiếp. AFA à, dẫn lời ông Nguyễn Anh Tuấn, một người dân ở Hà Nội nêu quan điểm trên trang Facebook cá nhân, rằng tiền ăn cướp của dân chứ không phải là ăn cắp từ ngân sách hay đảng phí không trả lại cho bị hại mà lại bắt nộp lại cho đảng và nhà nước để mong nhẹ án thì sao gọi là khắc phục hậu quả nhỉ như vậy là chạy án chứ nhỉ ông hoàng hùng admin facebook page tôi và sứ quán cho afa biết đây thực chất là thiệt hại của người dân chứ không phải là nhà nước cũng không phải là các doanh nghiệp người dân họ phải bỏ tiền ra mua vé bị đội giá rất là cao như thế là số tiền thu hồi phải được trả lại cho người bị hại chứ không thể nào sung vào công quỹ được hiện bây giờ vấn đề phải giải quyết là chia số tiền đó như thế nào bây giờ bắt người dân phải làm đơn đi kiện dân sự là bất hợp lý ông h một luật sư ở hà nội nói với afa tòa đang xét xử các hành vi tham nhũng lợi dụng chức vụ quyền hạn đưa và nhận hối lộ đây là tội hình sự và nó tách biệt với vụ án dân sự giữa nạn nhân và doanh nghiệp hình ảnh năm quan chức nộp lại tiền nhiều nhất theo afa tức là quan hệ pháp luật trong vụ án này là giữa các bị cáo và nhà nước vì vậy không xét đến thiệt hại của người dân trong các chuyến bay cái này gọi là nộp lại tài sản đã hưởng lợi bất chính do phạm tội mà có một luật sư không muốn nêu danh tính nói với afa rằng trong vụ án này những người được giải cứu về nước với chi phí cao có thể yêu cầu đòi các doanh nghiệp bồi thường vì trong bộ luật dân sự việt nam có quy định về chuyện bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng số tiền trên lệch trong mỗi chuyến bay hoàn toàn có thể đòi được đây là những câu chuyện hoàn toàn khác nhau một bên là chịu trách nhiệm trong lĩnh vực hình sự một bên khác là chịu trách nhiệm trong lĩnh vực dân sự phải phân biệt ra hai loại trách nhiệm đó thì mọi người mới rõ ràng được luật sư hát nói theo bộ luật dân sự năm 2015 bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng xảy ra khi một bên cố ý hoặc vô ý gây hại đến tính mạng sức khỏe danh dự nhân phẩm uy tín tài sản các quyền lợi ích hợp pháp khác của cá nhân gây hại đến danh dự uy tín tài sản của pháp nhân hoặc các chủ thể khác Tòa xét xử vụ đại án chuyến bày giải cứu bắt đầu từ ngày 11 tháng 7. 54 người bị khởi tố về các tội liên quan đến hối lộ, chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ. Đến ngày 17 tháng 7, Viện Kiểm sát đã tuyên bố mức án đề nghị đối với các bị cáo này. Đồng thời, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị mở rộng giai đoạn 2 của vụ án. AFA dẫn lời báo Việt Nam Net, giai đoạn 2 sẽ làm rõ dấu hiệu của tội che giấu tội phạm dấu hiệu của tội rửa tiền và hiện tòa chưa đề cập đến chuyện bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân trực tiếp của vụ án. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin vụ chuyến bay giải cứu tòa không đếm xỉa đến người dân. Trắng trợn chuyện cướp của cướp Ngày 19 tháng 7, báo Tiếng Dân đăng bài Nộp tiền khắc phục hậu quả là gì? Của tác giả kiến trúc sư Dương Quốc Chính theo đó, tác giả nêu thắc mắc, vụ chuyến bay giải cứu, nhiều báo nêu khái niệm các bị cáo nộp tiền khắc phục hậu quả, có báo gọi là nộp tiền, nhưng nộp tiền này để làm gì? Khắc phục hậu quả cho ai? Ai sẽ được hưởng số tiền này? Hình ảnh bài trên trang tiếng dân. Tác giả thẳng thắn nêu quan điểm, phải hiểu bản chất là người dân hành khách được giải cứu mới là bên chịu thiệt hại về tiền bạc, nhà nước ngân sách mất quái gì đâu chẳng qua chế độ chính quyền ngành công an ngoại giao bị mang tiếng xấu với nhân dân nhưng chả thiệt hại đồng nào hết vậy bị cáo nộp lại tiền vào ngân sách là ngân sách được lợi vì chả mất gì mà lại được tiền vào không ít trong khi người dân chịu thiệt hại thì lại không được trả lại tiền tác giả phân tích trường hợp bị cáo nộp lại tiền với tội danh lừa đảo thì tiền đó đúng ra phải trả lại cho bên bị lừa như tướng Tuấn nộp 1,55 triệu đô la thì tiền đó phải trả lại cho bị cáo hằng là bị cáo tội đưa hối lộ nhưng đồng thời là bị hại trong vụ lừa đảo. Tác giả tiếp tục thắc mắc, còn các bị cáo với tội danh đưa hối lộ thì vừa mất tiền đưa hối lộ lại phải nộp thêm tiền thì là tiền gì? Khắc phục hậu quả gì? Tác giả trình bày theo cách hiểu của mình, theo đó tiền hối lộ mà bị bắt thì đương nhiên là bị sung công quỹ nhưng bị cáo lại nộp thêm tiền với lý do gì và tác giả thắc mắc chạy án công khai à tác giả nêu câu hỏi được nhiều người đề cập đó là dân có được trả lại tiền hay không theo tác giả chắc chắn là không vì vụ án này không liên quan đến người dân chỉ xử tội đưa và nhận hối lộ lừa đảo môi giới hối lộ dân mua vé giá cao là công khai tự chấp nhận mua một trong các lý do là dân bị hệ thống tuyên truyền của việt nam nhồi sọ về độ nguy hiểm quá mức thổi phòng về dịch covid nên cục điện ở mỹ cũng bỏ cả đóng tiền để về nước trong khi đáng lẽ chả mất tiền oan mà về làm gì vì họ không thuộc nhóm dễ chết vì covid tác giả lại tiếp tục nêu câu hỏi khác chả biết có nước nào ùn ùn giải cứu ngoại kiều như việt nam không hả anh em hình ảnh những bị cáo đã nộp tiền khắc phục hậu quả Tác giả cho rằng người dân may ra được trả tiền nếu họ kiện các công ty môi giới giải cứu mà thôi, hiện giờ chưa có, thế là ngân sách ôm được mớ tiền to tướng lãi to. Tác giả lưu ý là tiền bị cáo phải nộp lại sẽ do bản án được tuyên và dựa vào luật hình sự chứ không phải thu bừa bãi. Như vậy tác giả phân tích tiếp, bị cáo nộp tiền này không thể được coi là khắc phục hậu quả mà đích thị là chạy án công khai. Như thế cũng là một sự bất công vì người giàu sẽ được án nhẹ do đóng lại nhiều tiền kiểu như tướng Tuấn. Tuấn nộp lại 1,55 triệu đô la với lý do gì? Chắc chắn là để được án nhẹ. Bị cáo khác không có mấy chục tỷ đồng để nộp thì chịu án cao hay sao? Bình luận bên dưới bài viết này trên trang tiếng dân Nick Văn Hoàng Đặng viết Nên pháp luật của một quốc gia mới là lớn lao nhất, vô giá, không thể mua bán, trao đổi bằng vật chất nhưng ở Việt Nam bởi những lũ chính trị gia bẩn, quan chức cao cấp bẩn, nắm quyền thống trị là lũ tham tiền nên cả luật pháp của đất nước chúng cũng quy ra thành tiền. Bình luận trên Facebook về đề tài này, Nick dân thích, chăm chọc. Tự nhiên nhân dân thì mất tiền mà nhà nước lại được tiền, lạ nhỉ. Nick Nguyễn Long Chiến thì cay đắng, luật cần nghiêm minh vì tiền là giảm sự nghiêm minh, xã hội sẽ vô pháp vô thiên. Phạm Thủy thì mỉa mai, ngân sách là giàu lên mấy chục tỷ, lại không biết tiêu vào đâu. Nick bảo phong trần, thẳng thắn. Nguyên đảng cướp giờ lôi tiền ra mặc cả với nhau như ngoài chợ, pháp luật không tồn tại ở Đông Lào. Nick Nga Nguyễn kết luận ngắn gọn, tập đoàn mafia lớn nhất Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin trắng trợn chuyện cướp của cướp quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo d